Hello, mình chào mọi người nha. Ba mẹ mình hái đều mọi người chừa cho mình được nhiêu đây nè, để cho con gái về Tây Ninh ăn á, được nhiêu đây nè, nhiều chưa mọi người. Bây giờ mình sẽ nướng hột đều để mình thưởng thức nha mọi người. Hột đều nướng rất là thơm luôn đó. Bây giờ mọi người theo chân mình nha. Lửa đã nóng hết rồi nè mọi người, bỏ những cái hột đều lên luôn để cho nó chín đen á mọi người, để ba mình đập ra. Mình cũng đảo đều cái hột đều cho nó đều luôn, để cho nó chín nó giòn đều á, ngon lắm mọi người, ăn rất là thơm luôn, ăn là ghiền luôn á mọi người. Nhưng mà ăn sao nướng ra được khác á, khác thì ăn không ngon. Cái này mình đảo đều ra, ba mình sẵn con gái thưởng thức. Mọi thứ toàn là cây già lá vườn, thích lắm các bạn. Nướng nhanh quá ba ha. Wow, bây giờ là lúc nó cháy nó đen á, nên cái những cái chất nhựa bên trong một điều nó ra nên nó cháy phần phần lên chút xíu, đặt vào rất là ngon. Ba mình đổ ra hết luôn, hồi nguội là ba mình sẽ đặt ra. Được như đây nè mọi người, ngon quá chừng ngon luôn, đảo quá, không có gì về bằng ở dưới quê mình hết. Còn bây giờ thì mình đi đào củ mì luôn nha mọi người. Ba mình nói củ mì ở dưới nhà cũng rất là ngon, ăn rất là dẻo, mình nghe cũng rất thèm. Mình xách cuốc ra mình nhổ. Wow, củ giòn giòn ngon quá ba ơi. Đào con kiếm coi còn cái nào không, không được có mấy củ à. Để mình nhổ bụi thứ hai nha các bạn. Wow, củ này ngon ghê luôn ba ơi. Nè. Đây nữa. Củ nó hơi nhỏ nhỏ. Ngon quá mẹ ơi. Nhổ nữa không ba? Qua đây nè. Ê, con nhỏ đang nhỏ chứ, con nhỏ chứ. Nhúng con nhỏ. Qua. Ê, củ này nó dài dài là ngon nè. Củ này ăn hết sảy luôn nè. Đây nè, qua wow, đảo quá. Chiều được ăn thế nào mà mình được ăn củ mì, mì này mì dẻo hay mì gì ba? Mì 6 tháng hả? Bở. Mì này lá ăn cũng được ba, con thấy người ta ăn lá cũng được á. Đây nè, đây nè mọi người, thích chưa? Nhớ không ba? Anh chào góc con, sao rồi còn nữa? Nữa hả? Lưng con á. Nhỏ hơn cua. Wow, thôi rồi. Có mai, mai có về dưới, mốt về dưới, nhổ mang dưới. Dạ. Mốt nhổ hết đi chị hai đi. Thôi được rồi, nhổ chị nhiều ăn có hết đâu mẹ ba. Dạ được rồi, nhổ chi, mốt về nhổ hết. Dạ. Dễ nhổ quá, tưởng khó nhổ mà dễ nhổ quá. Như đây đủ ha ba mẹ. Con em dẹp phía sau bên kia nha. Rồi, như đây cũng đủ cả nhà mình nè, làm bánh cay ăn rồi các bạn. Đây cũng nhiều nghe chưa nè. Mình bỏ vô rổ hết ba.
À, nhìn thấy như nó cũng nhiều chứ mẹ ha. Được một rổ luôn rồi nè. Dạ. Của mày là nhỏ ăn luộc nó ăn. Mình luộc với nước dừa cũng nó ngon nữa mẹ. Nhỏ luộc. Còn cái lớn thì mà làm cái. Dạ. Rồi mọi người. Thế là đã được một rổ của mì nè mọi người. Của mì giòn giòn. Của mì là mì 6 tháng ăn rất là ngon mọi người. Ăn nó dẻo mà ngon lắm. Ngày mai mình sẽ làm một món bánh cay để mời cả nhà và ba mẹ mình ăn á. Bây giờ mình đi vô nha. À, chú Thanh cha bánh hay vậy? Út với lại chú Thanh. Út cà. Ở đây cũng thích karaoke quá ha. Rồi, hạt điều nhìn ngon quá ba. Mình đi học như đang ngon. Nướng này nó ngon nè. Ngon hơn nãy anh khét. Qua tối quá. Ngon nghe chưa? Đập không biết thế đập. Thấy không? Dạ. Kem Tây Ninh nó ngon hơn kem Sài Gòn. Ngon quá. Ăn nữa đi anh. Qua hai bay vô là ngon hết lắm. Không qua đập không kịp ăn luôn. Hồi nãy con ăn con để chén tự nhiên hồi mấy người dậy xong cái họ ăn sạch sẽ luôn. Nãy ba lại đập cho mẹ con ăn á. Họ mấy người dậy ăn sạch sẽ luôn. Dù bằng điều đó thì khét rồi đó. Chúc ăn con. Chúc lên chén ông ngoại đập xong lên chén ngồi ăn với vui. Chúc ăn con. Có là cà rem mà kem. Có ăn kem màu hồng. Kem có chút xíu vậy. Kem nứt mà. Có lạnh không? Nó kem không lạnh. Sản phẩm của ba mình mới đập ra nè. Đúng ngay nè. Nhìn rất là ngon. Nó nứt ra. Hột nó tròn, nó ngon hột luôn nè. Ăn đi con. Nè, ăn nè. Để lọc đi. Đây này. Xin mời mọi người nha. Ba mẹ. Cảm ơn mẹ. Nó lại mùi dừa. Này, nè. Bán dừa mà đâu bán đâu mà. Út nha. Út nhai mày. Ngon quá. Béo béo. Mà ăn nó có vị thơm á. Quá ngon luôn. Cho anh. Con ăn để gì để cho con ăn nè. Nè. Ăn ngon đúng không? Ngon. Ngon thơm mà béo rất là ngon mọi người. Sao? Nãy giờ sao ba có mình, nước cho con vậy? Mình mới bỏ lên. Ba mình thì hột hướng mà sao á. Được như đây. Nhưng bây giờ mùa điều nó hết rồi đó mọi người. Ngon quá. Ba mình hái chưa hoặc là cho mấy đứa con về ăn. Thấy thương ghê luôn. Điều nhà mình hái đấy các bạn. Ngon nữa. Caramel. Anh đi caramel. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá không? Ngon lắm cái sao ạ đi. Còn quẻ đất đường của này lò bò hả? Có ăn đi. Nhưng mà nó được cháu. Đúng rồi. Con trai ăn để mẹ lột cho con nè. Nè con. Đây.
Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Ừ. Nè, gái ăn nè. Gái ăn này nè, gái. Này con lấy cái này con phải kêu gì nữa. Nó nướng vừa tới nó độ thơm, nó bị độ bùi trên tay. Nướng tới xíu nữa thì nó thơm hơn. Ừ, cái giòn mà nó không có ăn. Là gì đọt cái vô? Nó không có độ ấy. Ăn nhờ cũng nếu ăn. Còn chắc hơn. Cái này thì nó được nguyên hột nhưng mà nó không có thơm bằng đúng chú. À, mình xin phép dừng video tại đây nhé. Mình hẹn các bạn video tiếp theo. Các bạn nhớ nút like và chia sẻ mình nha. Bye. Bye. Bye.